Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 26 tháng 4. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp thứ 49 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. Đắk Nông phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Đắk Nông phát hiện hơn 1.000 hiện vật khảo cổ, có niên đại hơn 4.000 năm tại di chỉ khảo cổ thôn 8, xã Đắk Nguyên, huyện Cư Rút, Đắk Nông. Thưa quý vị và các bạn, sáng 26 tháng 4, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông chủ trì lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu của Bộ Chính trị đối với đồng chí Điều Cơ Rẽ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Bí Thư Thường trực tỉnh Ủy Đắk Nông. Tại buổi lễ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lưu Văn Trung đã trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa cho đồng chí Điểu Ca Ré. Đồng thời trân trọng cảm ơn những cống hiến của đồng chí Điều Ca Ré đối với tỉnh Đắk Nông thời gian qua. Đồng thời mong muốn đồng chí nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng để Đắk Nông phát triển. Đồng chí Điểu Cờ Ré cảm ơn Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ, tạo điều kiện để bản thân trưởng thành phát triển, đóng góp cho quê hương trong thời gian đương nhiệm. Sáng 26 tháng 4, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp thứ 49 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, khóa 4, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 để xem xét, giải quyết nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Các đại biểu đã thảo luận, xem xét tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 đến 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Xem xét thống nhất trình bộ kế hoạch và đầu tư, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 đến 2025 với số tiền trên 471 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất điều chỉnh vốn của một số dự án triển khai không kịp tiến độ, bổ sung kinh phí triển khai cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1. Các đại biểu đã phân tích và làm rõ những điểm chưa hợp lý trong việc điều chỉnh, phân bổ vốn thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1 tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia về khoáng sản thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào sáng 26 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên đã đề xuất tháo gỡ một số khó khăn liên quan tới quy hoạch bô Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trọng Yên cho rằng, mặc dù trong quy hoạch khoáng sản 866 Kế hoạch thực hiện 866 cũng đã có sự đề cập đến nhiều vấn đề liên quan, mang tính định hướng tháo gỡ, xử lý các vướng mắc cho bô xít đắk nông đắk nông đề nghị bộ công thương bộ tài nguyên và môi trường thực hiện nhanh việc công bố cắm mốc bàn giao thực địa khu vực thân quạng bô xít để bàn giao địa phương quản lý bảo vệ khoáng sản theo quy định việc khoanh định khu vực phạm vi hạn chế hoạt động khoáng sản bô xít thực sự rất cần thiết ngoài ra đắk nông đề nghị cần có cơ chế chính sách đầu tư giải quyết thỏa đáng các vấn đề trồng chéo nhằm tạo không gian phát triển tránh sự kìm hãm hạn chế giữa các quy hoạch Sáng 26 tháng 4, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Với chủ đề kết nối đoàn viên triển khai nghị quyết, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, tập trung các hoạt động trọng tâm: chương trình cảm ơn người lao động, khỏe để lao động, sản xuất, tổ chức đối thoại giữa chính quyền với đoàn viên, người lao động, tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động, tổ chức diễn đàn ngày hội việc làm, tặng mai ấm công đoàn, phát huy hiệu quả hoạt động quỹ vì đoàn viên và người lao động. dịp này, liên đoàn lao động tỉnh đã trao tặng 250 xuất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 235 triệu đồng. sáng 26 tháng 4, sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đắk nông phối hợp với bảo tàng lịch sử quốc gia tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích khảo cổ thôn 8, xã Đắc Nguyên, huyện Cư Rút. Di chỉ thôn 8 được các nhà khoa học nghiên cứu và khai quật từ năm 2005 đến nay. Trong lần khai quật này, các nhà khoa học chỉ mở một hố khai quật tại gò đất đá nằm gần đầm sương mù thuộc địa phận thôn 7 và thôn 8. Qua thống kê sơ bộ, lớp mặt có 939 đơn vị hiện vật đồ đá với nhiều loại hình như hòn ghè, hòn kê, bàn mài, hạch đá, phác vật dìu và 150 mảnh gốm, xương gốm có độ dày từ 0.1 đến 0.5 cm. Từ các hiện vật đã được tìm thấy, các nhà khoa học dự đoán, di chỉ thôn 8 đã bước sang giai đoạn hậu kỳ đá mới, có niên đại cách ngày nay khoảng trên dưới 4.500 năm, thậm chí có thể sớm hơn hậu kỳ đá mới. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại